Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay Bảo sẽ giảm giá mấy chục mẫu máy mới cho anh chị mình có nhu cầu mình mua nha. Đặc biệt là những con máy này thì Bảo về số lượng nhiều lắm, mà anh chị mua giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó như con máy pin chọt Kayaki này. Đó anh chị mua số 1, mức giá 1 pin 1 sạc nha, mà chỉ có là 320.000 một con như này thôi. Đó, con này thì ngày trước Bảo có làm clip rồi. Con máy này rất là khỏe luôn, mình bóp như này không bao giờ đứng được tay người. Tay anh chị á, bóp không đứng nổi con này. Hai chức năng này, với lại là 18 cấp trượt nha, một pin một sạc này như này, với lại một hộp giấy nha. Số 1 có 320.000, nó rất là rẻ luôn. Kayaki thương hiệu Nhật nè. Con này anh chị bắn tôn á, bắn sắc y, bao đứng máy cho anh chị mình luôn, cam đoan với anh chị mình cực kỳ khỏe, bóp tay không lo đứng như những con máy mà pin khác. Vì chính hãng Kayaki màu xanh, một pin một sạc quá rẻ, số 1 có 320 đó, mức giá quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục nè, kho ga này bằng đồng này, anh chị mình mua là số 4 này, như này về anh chị kho như là kho ống đồng của máy lạnh này, hoặc là mình kho ga mồi lửa lên mình kho nhá. Một cái như này á, loại này là đồng thiệt nha. Có số 4 có 100.000 à, 100.000 là được một cái có chỉnh tăng giảm, gắn bình ga mini xài nha, là số 4 này. Rồi tiếp tục cắt gỗ này, Bảo bán cũng nhiều nè anh chị. Đó cắt gỗ nhưng mà thân máy là bằng kim loại nhá. Đó thân máy này là bằng kim loại hết, số 3 có chỉ có là 750.000, mức giá là tốt hơn những hãng khác rất là nhiều, nhưng mà chất lượng á nó cũng không có thua. Nói chung là chất lượng cũng tầm ngang, lưỡi một tấc 85 nha. Đó có tặng kèm lưỡi chính hãng thương hiệu Panda. Thương hiệu này là của thương hiệu Nhật nha. Anh chị mình mua công suất lớn nha, 1450W, số 3 có 750.000 thôi. Rồi tiếp tục cắt gạch Panda này, công suất cùng 1450W, mà anh chị mua con này thì có 700.000 nè, là số 14. Có thể cắt đa năng này, gỗ cắt được này, gạch cắt cũng được, bê tông cắt cũng được. Lấy con này lưỡi 110mm nha. Đó thì anh chị về nhu cầu đang xài cái gì, lấy con này về Panda, hàng chính hãng này xài cũng khá là ổn nha anh chị nha. Rồi tiếp tục con máy này mẫu mới anh chị ơi, Hukan nha. Đó nó sẽ có một cái hộp như này nè, chính hãng Hukan mẫu mới. Con này á, là xài pin 21V, pin 10 cell này, ít hai quả pin. Mà máy á, thì con máy này là có mã là đâu, Bảo nhìn trong máy nó có thùng đẹp như này này. Đó, mã máy là model máy là F66 nha anh chị nha. Đó như nhà cái đánh bài luôn. Đó anh chị mình mua thì mua con này mẫu mới Hukan nha anh chị nha. Đó có tay cầm luôn, chính hãng Hukan, đi kèm nó rất là xịn như này, số 11, hàng vừa mới về, Bảo giảm giá cho anh chị mình 50 đúng luôn. Tính số 11 1.550.000, chữ Hukan dập ở trên thân máy luôn này. Đó đi kèm hai pin màu vàng Hukan, có dập sẵn logo Hukan với là tem luôn nha. Đó Bảo test âm thanh con này thì con này mạnh nha, ba chức năng, motor từ nha anh chị nha. Motor từ ba chức năng. Rồi. Cực kỳ đã luôn. Đầu thì thiết kế là mẫu chuẩn đầu mới nha. Đó 2022. Đầu như này mà mức giá hai pin một sạc, một thùng như này, đầu 13mm, có cho sẵn tay cầm mà mức giá quá tốt anh chị ơi. Đó, số 11 này có 1.550.000 à. Hai pin một sạc đế lớn, chân pin phổ thông, có thùng rất là xịn luôn, cực kỳ là to để anh chị mình xài. Rồi tiếp tục body nha, thân không Makita, mà con này là mất tem, Bảo bán thanh lý cho anh chị mình luôn. Mức giá mà chuyên vít nè, body compact nha, mất tem rồi, số 0 có 550.000 à. Xài chân pin phổ thông, chỉnh được 3 cấp nha. Anh chị mình mua cái này về bắn tôn, bắn vít pin mà ngon bắn là con này khỏi phải lo đứng ốc luôn, chỉ có là gãy ốc tôn thôi nha. Nó rất là khỏe, compact, motor brushless này, số 0 có 550.000 à. Mức giá quá rẻ để anh chị mình tiếp cận nha. Rồi bảo qua những sản phẩm khác này.
đó, mai khuôn Makuta đúng không? Con này số 2, hết hàng khá là lâu, hôm nay lại có hàng này. Đó chính hãng Makuta, xài rất là ngon. Số 2, 750.000. Lúc mà anh chị mua con này về á, là xài công trình nha. Đó mình có thể là chạm khắc hoa văn gỗ này các kiểu này, vẽ rồng vẽ rắn, hoặc là anh chị mài cắt những cái con ốc bên trong, đánh bóng lấy một bộ như này. Có chỉnh lực này, công suất máy là 350W nha. Đó chính hãng Makuta, có dây chuyển đổi rất là dài. Số 2, 750.000 nha. Hàng này xài công trình, bao xài ngon luôn. Đó, riêng Makuta là khỏi phải chê luôn. Tiếp tục số 13 này, máy bào xài cho Indus sạch công nghiệp Makuta nha. Bào 82, công suất máy là 600W này. Số 13 này, 780 mà giờ anh chị mình mua còn có 720.000 đúng à. Makuta dập nổi trên thân máy này, xài công trình, con này chiến thoải mái nha. Đó, để anh chị mình kiếm tiền, bào gỗ lưỡi 82 nha. Rồi tiếp tục qua số 12 luôn đi. Đó, máy thổi này, hút đa năng Makuta luôn. Con này á, với mức giá là 780 mà giờ còn có 750.000 à. Có điều tốc 6 số này, hút chỉnh được hết 800W nha. Đó, đi kèm là dây hút này, hút ở gầm xe này, hoặc là mình hút đậu nành, đậu xanh được hết nha. Đó, mình lấy con này còn thổi thì con này rất là đà luôn. Thổi bao bì như này là thổi thoải mái, bao bay hết. Rồi, chuyển đổi ở trước nha. Một con vừa hút vừa thổi đa năng như này xài gia đình tuyệt vời. Thợ thầy đi công trình á, thổi mặt cưa thì con này đáp ứng thoải mái nha. Số 12, 750.000, có điều tốc 6 số. Rồi tiếp tục thổi lá cây này, đó thổi sân vườn. Thì anh chị sắm cho Bảo con máy mà số 18 này đi. Con này là thổi, nếu anh chị nào á mà rửa xe không có bơm hơi, anh chị mua con này về á, thổi nước nhanh khô hơn bơm hơi nhiều luôn. Đó, sấy xe cực kỳ đà luôn. Chỉnh tốc này, công suất con này lên đến là 3.800W, nó mạnh kinh khủng khiếp luôn. Đó, máy bay là motor như kiểu máy bay phản lực nha anh chị nha. Thì anh chị nhìn ở trong cái đầu này nó rất là to, cực kỳ sướng. Số 18 này, 1.150.000 mà tối ngày hôm nay mình mua còn có 1.050.000. Sấy xe này, đó thổi lá cây, thổi sân vườn, lấy con đã về làm rất là mạnh nha, cực kỳ khỏe luôn. Rồi ngoài ra nếu mà anh chị nào mà không thích những con to này, mình mua con thổi hút nhỏ nhắn này, thương hiệu Datong nha, có chỉnh tốc bằng cò, mức giá là 490 này, giờ còn có 450.000 à, là số 5 nha. Đó, công suất 750W, hút thì bên này, mà anh chị gắn bên này là hút nè, thổi bên này, đó chữ Datong dập nổi, công suất 750W nha, là những con này là rất là tốt rồi. Ngoài ra Bảo lên một số máy mài để anh chị xài nha, máy mài với là máy khoan đi. Đó, máy mài thì mức giá mềm mềm này, gia đình với thợ thầy xài được này, vừa phải nha. Số 8, Panda, thương hiệu Nhật luôn. Đó, con này tay dài, công suất máy lên đến là 950W, mà anh chị mua có 400, số 8 nha, 400.000 là có một con như này rồi. Dây đồng nha, để anh chị mình xài, gia đình cũng như là thợ thầy luôn. Nhiều lính này, hoặc là nhu cầu kinh tế á, anh chị mới ra nghề mà chưa có vốn mua những con xịn, lấy những con đó thôi. Đó, tắc 2 cũng thế này, bê tét này, một tắc 2 mà anh chị mình mua số 9 này, 850 mà giờ còn có 660.000. Công suất máy là 1.100W nha. Đó, cốt lớn một tắc 25 để anh chị mình xài là như này. Đó, dài ruột lớn cực kỳ luôn. Mà anh chị xài con tắc 2 này chủ yếu là cắt đá hoa cương này, cắt tường này, bê tông, là mình cần những con máy lớn như thế. Rồi qua tiếp tục cao cấp hơn một tí xíu, anh chị lấy con Caret Đức đi. Đó, con này thì tuyệt vời luôn, công tắc trượt bên hông nha. Trượt bên hông này, Caret tập đoàn Đức, chữ dập nổi này, công suất máy là 710W thôi. Đó, tiêu chuẩn, con này tiêu chuẩn của Đức, Caret số 6. Chỉ có là 600.000, xài công trình những con này khá là ngon luôn. Tay cầm lỗ lớn nè, êm ái nè, mức giá giảm 80.000. Số 6 còn có 600 đúng thôi nha. Đó, máy mài Caret Đức nha. Rồi mình qua máy khoan đi. Máy khoan thì anh chị nào á, ở nhà
mà đang bắn tôn này, làm thật cao mua tê mát cũng được này, lẩy dưới lẩy rất nhanh này, đó chỉnh tốc cò bóp công suất lớn này, bắn tôn này, bắn IV hoặc là làm trần nhà thoải mái luôn. Tê mát công suất 550W đầu 10 ly đầu tự động nha, số 15 có 420.000 thương hiệu Nhật luôn, đó chữ dập nổi nha, là số 15 420.000. Còn mà muốn khoan sắc này, đó bắn tôn trâu trâu hơn, anh chị lấy con này số 7 nha, 550.000 Makuta thương hiệu Nhật nha. Con này thì làm công trình cũng rất là ngon, cực kỳ mát máy nè, mà máy là ID003 màu đặc biệt màu tím nha. Con này xài công trình khỏi phải chê ở đâu được luôn, rất là bền luôn, cực kỳ ít nóng, số 7 550.000 đầu 13mm hai chức năng nha. Đó, hai chức năng mà giá như vậy xài công trình là khá là ngon rồi nha. Rồi tiếp tục số 17 này. Đó, cưa này thì bảo bán là nhiều kinh khủng thôi. Cưa xích xài bằng điện nha. Đó, thương hiệu ACZ thuộc tập đoàn Malaysia, nhưng mà nhà máy lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc này. Con này xích cao cấp cực kỳ luôn. Đó, xi vàng đẹp cực kỳ. Lúc mà anh chị mua thì cái này thì lam lớn này, lên đến là lam cả 50 phân nha. Để anh chị cắt ghim điện vào, cắt cây tầm khoảng là như người bảo là anh chị cắt được luôn 450 phân. Lam này rất là khỏe luôn, đi kèm có bọc lam này, ta dầu thoải mái nha. Một con cưa xích điện như này gắn vào mà mức giá có 1.050.000 là số 17 nha anh chị nha. Số 17 1.050.000. Rồi tiếp tục giá rẻ lấy con cắt sumo này á, mức giá như này bao giá thị trường luôn. Đó, sumo Thái Lan, đó 1.450.000 mà anh chị mua tối ngày hôm nay có 1.250.000 à. Đó, máy thì dây đồng nè, sumo Thái Lan, công suất lên đến là 2.300W này, toàn chữ Thái Lan thôi nha. Trọng lượng nguyên thùng là 13 kg mấy nha, 13 kg rưỡi. Gác te cứng nè, đế thì 3 xu cao, một xu trụ nha. Đó, xương đầy luôn. Bên trong á thì lò xo lớn để anh chị mình xài. Đó, sumo Thái Lan 2.300W. Con này rẻ quá trời luôn, số 16 1.250.000 là mức giá cực kỳ rẻ để anh chị mình tiếp cận nha. Rồi tiếp tục. Máy khoan đất tông này cũng dày nè. Anh chị mình mua tối ngày hôm nay nè, số 20 thì lúc mà anh chị mua là 1.150.000 là có quà nhiều nha, của công ty đi kèm này, 3 mũi khoan đính hợp kim đầu nha, màu vàng đây nha. Với lại là anh chị mua công suất con máy này lớn lắm, 1.050W. Đó, mà ba chức năng gài, lực búa lên đến là 3.2 joule nha. Đét tông xài cũng hơi bị ngon, trong tầm giá mà phân khúc tầm 1.000.000 đổ lại nha. Đó, chính hãng đét tông, số 20 có 1.150.000 à, là bảo thấy cực kỳ tốt rồi á. Rồi tiếp tục laser này, laser thì có 3 dòng tối ngày hôm nay luôn. Anh chị mình á, chơi con laser Akuya vàng này đi. Đó, bóng là sáng nhất thị trường bây giờ rồi, bóng LED. Mà con này thì bảo về á, hầu như là về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, cực kỳ rẻ trong tầm giá, nhưng mà bóng sáng rất là xa luôn, 40-50 mét là bình thường đối với con bóng LED thương hiệu Nhật như này. Bảo hành 1 năm nha. Đó, nói chung là nghiêng một tí máy sẽ tự báo cho anh chị mình là sai tia. Rồi có chức năng khóa tia luôn, để anh chị mình đóng cầu thang này, làm gạch men các kiểu. Mức giá bóng LED mà như này là kiếm không có thương hiệu nào ra luôn. Số 24 này 780.000, đi kèm bên trong là một khay đựng pin luôn. Đó, sơ cua thêm một sạc này, với là một kính đeo mắt nha. Đó, quá rẻ cực kỳ luôn. Rồi tiếp tục máy 12 tia, một con này xả bán giá vốn cho anh chị mình còn đúng một con nha, 1.650.000, có làm clip luôn, bán thâm vốn lỗ luôn á. Đó, như này đi kèm á là máy này hai pin lớn này, Fukada 12 tia bóng LED, đi kèm quá trời chân luôn, chân treo tường, chân xoay nè. Đó, đủ thứ chân, hai pin, remote điều khiển từ xa. Đó, con này thì để lâu nó cũng hết pin nha, bảo sẽ ghim cục mới đi cho anh chị mình xài. Con này bảo hành 1 năm mà, bóng này đẹp dữ lắm nha, con này khỏi phải chê luôn. Trong tầm giá con này giảm rất là sâu. Đó, bóng LED 12 tia 3D mà anh chị đóng cầu thang, gạch men này, thì con này chuyên về gạch men với lại là làm tầng nhà nhé. Mua những con bóng LED này sáng xa có thể chỉnh được
ánh sáng yếu mạnh luôn nha, để anh chị mình xài luôn. Đó, lúc mà mình mua về sắm những con này được hai pin lớn xài rất là trâu nha. Có thùng đựng như này, còn có 1,2 triệu chứ nhiều, số 10 nha, 12 tia 3D. Đó, những con này là mức giá nó là giảm giá sâu. U, con này dàn cơ cực kỳ khủng anh chị ơi. Dàn cơ con này to dữ lắm nha, 5 tia xanh, to, 1,350,000. Tối ngày hôm nay giảm giá 300,000. Đó, mà máy là Roman 720, con này dàn cơ thì khỏi phải chê luôn. Mức giá con này cao lắm nha. Bóng LED con này thì tuyệt vời luôn, chống nước này. Những con này là anh chị tới cửa hàng chết là khỏi phải chê luôn. Mức giá mà tầm 1,4 triệu đổ lại là không có con nào ăn đâu. Đó, sáng xa này, sáng siêu xa luôn, chỉnh được sáng tối, to nhỏ tia, dàn cơ khủng này. Đi kèm bên trong á thì sẽ là một pin, một sạc với là một khay đựng pin nha. Đó, một pin, một sạc, một khay đựng pin. Đó, pin lớn này. Con này quá rẻ luôn nha, giảm 300,000 luôn á. Con này không lấy thì vài bữa cũng hết à. Có một hai con gì thôi, chữ dập nổi Roman Japan. Đó, để anh chị mình xài bóng LED thương hiệu Nhật nha. Rồi tiếp tục bảo lên hai con máy hàng này, mức giá cực kỳ giảm sâu này. Kìm hàng, con này to quá trời to luôn anh chị ơi. Kìm lên đến là 500 à. Trời ơi, kìm hàng là của Game Money luôn này, của Đức luôn. Đó, lúc mà anh chị mua con này á thì hàng này là bảo để lâu nên là nó tồn kho dây hơi xấu một tí xíu bán luôn. Kìm 500A. Lúc mà anh chị mua con máy mà MMA 200KZ1 này, thương hiệu Kayaki á. Đó, con này thì để trong kho lâu rồi, anh chị sắm con này á bán giảm giá siêu sâu luôn. Đó, lúc mà mua một con máy hàng này thì con này là số mấy đây? Dây to quá trời luôn. Kìm hàng cỡ này mà anh chị không sắm nữa thôi. Riêng cái kìm này không à, mua cả 100,000 rồi. Số 27 chỉ còn 890,000. Máy hàng sắt này, mini tầm trung nha. Dắt này, đồng hồ hiển thị này. Đó, volume chỉnh là con này siêu thông minh luôn. Vô cực, chống giật, hàng điện yếu, xài IGBT. Mà đặc biệt là Transistor của công ty báo là con này to nha, để đẩy dòng hàng cho nó khỏe nha. Kayaki thương hiệu Nhật, kìm hàng khủng khủng luôn. Đó, 890 có một con máy hàng xịn như này, bảo hành 18 tháng anh chị à. Rồi tiếp tục, Kayaki đã ngon bảo số rồi, 890 rồi mà. Rồi tiếp tục số 27 rồi đấy. Rồi tiếp tục số 25 này, Kayaki đã ngon nhưng mà con này nó cũng ngon hơn nữa nha. Con này là có thùng này, anh chị thấy thùng ngon này. Tiếp tục bên trong của con Yasis này á, bảo hành 18 tháng, bo ghim 4 tù bên trong, nó khỏe kinh khủng luôn. Đó, nhưng mà được cái con này kìm không bằng con kia, nhưng mà được cái bo khỏe là anh chị xài công trình này, leo trèo này, các kiểu là hàng đốt nó khỏe lắm nha. Đi kèm á thì có tặng 5 đũa hàng, con kia không có luôn. Có thùng như này, Yasis số 25 từ 1,290,000, tối ngày hôm nay bảo bán một con thôi. Đó, bán chơi chơi cho anh chị mình làm chương trình vui thôi nha. Số 25 chỉ có 1,050,000, mua không có con bo khỏe như này đâu. Có thùng luôn nha, mà có 1,050,000, mức giá quá bèo luôn, để anh chị mình xài. Rồi tiếp tục máy rửa xe Osaka Japan này. Lúc mà anh chị mình mua là có đầy đủ luôn. Đó, đầu lọc rác nối vào dây 7m nha, bố vải 3 lớp. Đó, để anh chị mình chống nổ dây các kiểu này. Súng thì áp lớn này, trái khế bên trong rất là to, xài áp đều cực kỳ nha. Rồi máy không. Đó, con máy này thì mức giá anh chị mua Osaka Japan này nó rất là rẻ nha. 2,400W, có đồng hồ hiển thị luôn. Số 19 chỉ có là 1,050,000, bảo hành cho anh chị mình 1 năm luôn đi. Đó, để cho anh chị mình có nhu cầu sắm những con máy rửa xe này. Áp của nó cũng khá là mạnh nha, rửa xe này, rửa sân thoải mái luôn. Đi kèm súng lớn này, xài bền, bảo hành 1 năm nha, bảo hành thân máy nha anh chị nha. Còn những cái mà như là súng rớt hư này nọ kia là không bảo hành đâu. Rồi tiếp tục máy khoan ve chai luôn này. Đó, con này này. Đó, 1,150,000 T-Bot Mat này, hàng nội địa này. Tối ngày hôm nay bán 950,000 là số 23 này. Đầu 13mm đầu lốc này, nhưng mà máy chưa có chức năng lốc thôi. Con này mà có chức năng lốc nữa là hơi bị ngon, nhưng mà đầu lốc là sướng rồi. Ba chức năng. Ui dồi. Đó, có khoang búa này, khoang sắt, khoang vít luôn.
bán tôn bán vít thoải mái. Con này là số 23 nha, có 950, mức giá cực kỳ bèo nhèo. Đi kèm là hai pin một sạc lớn này. Pin thì mới ra là tháng 2 ngày 15 nha, đó mới về mấy tháng à. Cực kỳ mới, để anh chị mình biết pin mới xài nó sẽ ổn hơn pin cũ nha. Rồi tiếp tục qua Hukan X7 Pro. Con này thì sẽ đi kèm là hai pin 10 cell, pin vàng. Đó, một sạc đế. Con này cũng thế luôn. X7 Pro thì ngày trước hết hàng khá là lâu. Thì anh chị mình mua thì sẽ có là tay cầm là số 21, chỉ có 1.450.000 thôi. Đó. Rồi. Lực búa con này cũng khỏe nha. Đó, như ông kêu luôn, đập rất là đã. Lực Newton của máy tối đa là 100 Newton nha. Ba chức năng motor từ cấp chuyển nhanh chậm, có lỗ tay cầm luôn màu vàng, có hộp chính hãng Hukan nha. Đó, rất là đà luôn, như này mà có 1.450.000 à. Đi kèm một bộ này xài công trình ngon, ổn cực kỳ nha. Đó thì những con máy khoang pin. Và cuối cùng thì anh chị nào á, thích một con máy thổi nè, dung tích bình 30 lít, đó 1.500W, thì con này á là bình inox có thể hút được nước bên trong luôn, vì nó lọc được nước. Mà anh chị mua con này á, 30 lít này, hút 50 lít trên 1 giây nha. Wow, con này hút nhanh nha. Rồi, máy trọng lượng 10kg, vừa hút được vừa thổi được, dây đồng 100%, bảo hành 1 năm. Mà mức giá anh chị mình xài á, thì con này là số bao nhiêu đây? Số 26 nha, 1.750.000. Làm công trình, mình có thể là xài con này thương hiệu Wintec nha. Rồi con này mà xài công trình nhà xưởng là khỏi phải chê. Đó, nhà 4-5 tầng, mua con này về hút sướng cực kỳ nha, 1.500W nha. Bình inox luôn, cây nối dài inox rất là đà luôn. Đó, người ta có thể là cho hút nước này, hút xe hơi này, hút sofa hoặc là nệm chiếu bao bì các kiểu nha. Lấy con này, số 26, 1.750.000. Rồi tối ngày hôm nay á, thì Bảo giới thiệu cùng ba mấy số. Thì anh chị nào á, đang thấy mức giá của máy nào tốt thì anh chị mình đặt mua, còn chưa có thì anh chị có thể là bình luận phía dưới, lần sau Bảo kiếm máy y chang theo ý anh chị mình lên sau cho anh chị mình đặt mua. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay tại đây.